Xin kính chào khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm mặt những mẫu xe crossover dưới 1 tỷ có thể sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong năm 2022 nhé. Để đến với video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Đầu tháng 10 vừa qua, Thaco Kia Trường Hải đã làm bất ngờ làng xe Việt khi giới thiệu rất nhiều những mẫu xe khác nhau có thể sẽ cho ra mắt trong năm 2022. Trong đó có rất nhiều những mẫu xe vừa mới được ra mắt tại các thị trường nước ngoài như Kia EV6, Telluris, Carnival, trong đó nổi bật nhất đó là chiếc xe Kia Sportage. Nếu như Sportage cập bến tại thị trường trong nước, Kia Việt Nam sẽ đủ giải sản phẩm nằm trong các phân khúc crossover khác nhau. Từ hạng A có Kia Soulnet, hạng B có Kia Seltos và hạng C có Kia Sportage. Xe sở hữu chiều dài là 4.660mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.755mm. Những con số này đều lớn hơn so với chiều dài tổng thể và chiều dài trục cơ sở của Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Ngoài ra, mẫu xe đến từ Hàn Quốc còn sở hữu khối động cơ 2.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất khoảng 187 mã lực, đi kèm với hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian Arctis AVKD, giúp xe phân phối lực bánh xe phía trước và phía sau theo từng điều kiện vận hành khác nhau. Ở tại thị trường Mỹ, dự kiến mẫu xe crossover hạng C này của thương hiệu Kia có thể sẽ được phân phối với tổng cộng là 7 phiên bản. Tuy nhiên, chưa có nhiều thông tin về các phiên bản và mức giá bán của Sportage nếu như cập bến thị trường trong nước. Mitsubishi Outlander thế hệ thứ tư là mẫu xe có rất nhiều người mong đợi trong thời gian sắp tới. Lý do vì chiếc xe này đã có một phiên bản thế hệ mới gần như lột xác hoàn toàn. Ra mắt ở tại thị trường Mỹ vào tháng 4 năm 2021, Outlander có thiết kế mới hiện đại và bề thế hơn so với phiên bản cũ rất nhiều. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị một khối động cơ xăng 2.5 lít, sản sinh ra 181 mã lực ở 6.000 vòng trên phút, một bên xoắn cực đại đạt 245 Nm tại 3.600 vòng trên phút. Khách hàng có thể tùy chọn hệ thống dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian tùy vào điều kiện của mình. Outlander thế hệ thứ tư được trang bị khá nhiều những công nghệ tính năng nổi bật như màn hình cảm ứng 9 inch, hiển thị tốc độ trên kính lái HUD, kết nối Apple CarPlay không dây hoặc Android Auto, hệ thống loa Bose 10 chiếc, điều hòa tự động 3 vùng, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ dư làn và 11 túi khí. Nếu như mẫu xe đến từ thương hiệu Mitsubishi có một cái mức giá bán hợp lý trong phân khúc SUV 5+2 ở tại thị trường ô tô trong nước, chắc chắn chiếc xe này sẽ có rất nhiều cơ hội để bứt phá so với thế hệ hiện tại. Tuy nhiên, để vượt qua được những cái tên như Hyundai Santa Fe, Honda CR-V là điều không hề dễ dàng. Hy vọng Mitsubishi sẽ có những bước đi khôn ngoan hơn cho Outlander thế hệ mới ở tại thị trường Việt Nam. Honda HR-V 2022 là mẫu xe mà mình cho rằng đang có những sự thay đổi nhiều nhất trong tất cả các dòng xe crossover hạng B hiện tại ở trong phân khúc. Không còn một cái kiểu thiết kế quái dị như ở phiên bản hiện tại, HR-V 2022 có một thiết kế ấn tượng và tương lai hơn rất nhiều. Phần đầu xe được thiết kế lại với mặt ca lăng to bản, đi kèm với những miếng chrome sáng bóng, loại bỏ hoàn toàn phong cách lưới tản nhiệt Solid Wing Fay, vốn là đặc trưng của thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản. Hai bên là cụm đèn chiếu sáng dạng mảnh, trông rất hiếu chiến. Phía thân xe HR-V nổi bật với bộ la răng 5 chấu kép phay xước, sử dụng hai tông màu có kích thước 18 inch. Phía đuôi xe Honda HR-V 2022 có thiết kế tương đối bầu bĩnh, ấn tượng nhất phải kể đến cụm đèn hậu nối liền hai bên, giúp người dùng liên tưởng tới thiết kế của Audi. Những trang bị nổi bật trong xe phải kể tên tới như sạc không dây, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh đổi đa năng và loa twister, cảm biến mở cửa sau bằng chân, hàng ghế trước có sưởi, kết nối điện thoại thông minh. Đáng chú ý, Honda HR-V 2022 còn được trang bị gói an toàn cao cấp Honda Sensing, tương tự Honda CR-V nhưng chỉ dành cho các phiên bản cao cấp. Cụ thể, xe sẽ có các công nghệ hiện đại bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh giảm thiểu va chạm và hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha thích ứng tự động. Xe sử dụng động cơ 1.4 lít hút khí tự nhiên kết hợp với một động cơ điện cho cầu sau. Theo đó, động cơ xăng cho công suất tối đa lên tới 96 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 132 Nm, còn motor điện tạo ra 106 mã lực và 254 Nm, đi kèm với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ thống dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Về khả năng vận hành, mình cho rằng HR-V có thể sẽ chỉ có phiên bản sử dụng động cơ xăng thông thường khi cập bến tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, mức giá bán vẫn là điểm mấu chốt dẫn đến sự thành công của một dòng xe. Honda nổi tiếng hay bị ngáo giá khi luôn định giá sản phẩm của mình cao hơn khá nhiều so với các đối thủ. Hy vọng lần này Honda sẽ tỉnh táo hơn để giúp cho HR-V cạnh tranh sòng phẳng được với các đối thủ.
Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 59 của Auto Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.